xin chào tất cả các bạn chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện ma xóm và ngày hôm nay trường vân xin gửi đến các bạn một câu chuyện ma ngắn của tác giả đào thị tuyết nhung có nhan đề bóng ma của chồng cũ mời các bạn cùng lắng nghe nhé cha bố tiền sư nhà mày sao mà cái số mày nó may mắn thế hả thằng kia tiếng ông bê như trách móc thằng cò đang cùng ông và hai người khác ngồi chơi nơi ván bạc nãy giờ thằng cò nó ăn quá nhiều nên ông bê dường như cạn hết cả số vốn ban đầu khiến cho ông khóc chịu mà lên tiếng thằng cò vuốt vuốt cầm mặt nó vênh lên mà nói ai chỉ là cho ngáp phải rồi thôi chị bài tiếp đi chú bê à. Sau chừng 15 phút thì ông bê đã sạch túi nên được mời ra ngoài mà thay người khác vào. Ông bê đứng nhìn số tiền mà sáng nay bán con bò. Định đóng tiền học cho thằng cu nhỏ thì bị nướng sạch hết và ván bạc. Ông vò đầu bứt tai, muốn đập đầu vào gối mà chết đi cho xong. Nhưng lại nhìn chúng nó hăng máu chơi. Lòng ông như quặn đau, ông khẽ lẩm bẩm. Ông mà có tiền ông cho lũ mày mất hết cho xem. Dù có mạnh miệng ra sao đi chăng nữa, thì tiền ông B cũng đã hết sạch. Đang lủi thủi định ra về, để cho vợ con nó đuổi ra ngoài chuồng bò nằm. Thì cậu hai tuất bước đến cùng với hai tên người hầu, đi theo đứng trước mặt ông B mà hỏi. Sao vậy chú B? Hạ cớ làm sao mà chú không ở lại làm thêm vài ván nữa đi? Ông B không mình lễ phép. Dạ thưa cậu, tôi cũng muốn làm thêm. Mà ngặt nổi tiền tôi thua sạch rồi. Còn là tiền tôi bán bò cho thằng con để đi học. Giờ không biết lấy đâu ra. Hai Tuất cầm lấy tẩu thuốc ngậm vào miệng, hút một hơi. Hắn nói. Vậy chú B đây có muốn mượn tiền để gỡ gạt hay là không? Ông bê mắt sáng như đèn pha ô tô. À, dạ, dạ có chứ. Nếu mà tôi có tiền là tôi kiếm lại được con bò có khi còn hơn vậy nữa à. Ông bỗng thất vọng, xị mặt xuống mà nói. Nhưng mà đâu có ai cho tôi mượn tiền đâu chứ. Hải Tuất cười khẩy. <laughs> Như thế này nha, tôi thấy ông cũng là khách quen, nên tôi sẽ cho ông mượn. Ông chỉ cần ký vào giấy tờ nọ là được rồi. Ông bê cúi đầu cảm ơn lia lịa, rồi ngẩng mặt lên hỏi. Cậu, cậu cho tôi mượn bao nhiêu chứ? Lời lãi ra sao? Hai tuất búng một ngón tay. Tên người hầu bên cạnh hiểu ý bà chì tờ giấy ra trước mặt ông B. Cậu hai cho ông mượn 50 ngàn, tiền lãi hàng tháng là 5 ngàn. Ông B thốt lên. Những 50 ngàn sao cậu? Số tiền ấy tôi còn chưa bao giờ thấy đâu. Nhưng mà mỗi tháng 5 ngàn thì tôi đào đâu ra? Cậu hai tuất ngồi xuống ghế nhấp ngụm trà. Vậy căn nhà của ông có đáng giá 50 ngàn hay không? Ông B suy nghĩ một chút rồi lên tiếng nói. À, không, căn nhà nhỏ trên mảnh đất khô cằn ấy chắc chỉ đang giá 40 ngàn thôi. Mà ý của cậu là... Hải Tuất cười tươi nói tiếp. Ý của tôi là sẽ cho ông thời hạn 3 tháng. Nếu như không trả hết nợ thì tôi xiết căn nhà ấy được chứ. Ông bề nghe thì sợ run mà nhìn cậu Tuất. Nếu đó là mua bán thì chắc nhà của ông đã có giá cao nhưng đây là nợ để đánh bài. Số tiền 50.000 cũng không phải là ít, đủ cho ông chơi đến 2-3 ngày. Nhưng rồi nếu thua thì sẽ mất hết, mà không biết làm hết đời có dư được 50.000 hay không. Ông B nhìn sang mấy đứa bạn mình tay cầm tiền mà đặt ly lệ. Đứa thì ăn khá đậm, đứa thì cũng chả thua hết. Ông lại nghĩ, nếu mình có nhiều tiền thì cũng chả tới nỗi thua. Còn ở đây hai ba ngày thì lo cái gì chứ Ông đành bấm bụng lên tiếng Dạ cậu hai rộng lượng cho tôi vay Tôi hứa hai ba ngày là trả hết cho cậu luôn Hai tuất mỉm cười Dường như anh ta đã bẫy được con mồi rồi anh ta bảo tên hầu đưa tờ giấy nợ cho ông B điểm chỉ. Để khích lệ tinh thần, Tuất còn nói thêm. Tôi là tôi quý ông lắm đó nha. Vậy cho nên là tôi cho ông riêng 10 ngàn. Đây, đây là tiền tôi cho ông riêng, chứ không có trong giấy nợ đâu nha. Ông Bê gật đầu cảm ơn ly lịa. À, dạ, đội ơn cậu, cậu thật là nhân từ. Sau khi ông Bê lăn tay vào giấy nợ nhận lấy số tiền mà cả đời này ông làm cũng không có ra. Vui mừng, ông chạy vào trong chiếu bạc. Ở nhà, bà gái ngồi đầu hè mà cứ ngó ra ngoài cửa vẻ mặt thấp thỏm không yên vì con bò cái nhà bà được lão chồng dắt đi từ sáng sớm mà bây giờ tối muộn rồi lão ta còn chưa có về nhà lệ là con gái của bà gái cô trong nhà mà thấy mẹ chưa vào ngủ vội bước ra thì thấy bà đang ngồi đó với vẻ mặt âu lo cô vội nói ơ okay, kìa mẹ à vào nhà đi chứ sương xuống rồi ngồi đó ốm thì sao chứ bà gái lắc đầu mà than vãn Trời ơi! Chắc là nương hết vào chiếu bạc rồi còn đâu. Lệ ôm lấy mẹ mà an ủi. Thôi mẹ à, cây số mình nó khổ như vậy rồi. Thôi kệ đi mẹ, vào ngủ đi mẹ ơi. Bà gái đấm ngực bồn bốt mà than thở. Ông oh trời ơi, sao mà tôi không có phúc phận như thế này chứ? Đã hai ngày nay, ông B không có trở về nhà. Ông đã tiêu hết 50 ngàn chỉ còn 10 ngàn mà thôi nếu bây giờ ông biết quay đầu làm lại thì cũng đủ số tiền ông đã bán một con bò nhưng vì cái sự nghiện ngập nó ăn vào xương móng rồi nên ông bê thức thâu đêm suốt sáng ngồi chơi nơi chiếu bạc qua một ngày nữa trong túi ông bê sạch tiền lúc này ông mới ngỡ ra là mình đã tiêu hết số tiền rất lớn mà còn nợ nần ngập đầu còn cái thì không có tiền đóng học ông bê bắt đầu đi xin đi mượn tiền nhưng mà những người đó đuổi ông ra ngoài và ông bị người của sòng bài lôi cổ ra ngoài giờ đây ông như cái xác khô mà quay trở về nhà trời đã tối ông biết giờ này vợ con đã yên giấc nên ông bê đành ngủ sau ngôi miếu nhỏ thờ ở đầu làng qua đêm đỡ vậy sáng mai kiếm lời nói mà về nhà thôi gió đêm lạnh buốt mà thổi qua thân thể gầy yếu của ông bê đang thiêu thiêu ngủ ông thấy dưới chân mình có cái gì nhột nhột dường như có bàn tay ai đang cào cào chân mình ông cố vùng vẫy mà giải dụ hòng cho cái thứ đó đừng chọc phá ông vì ông biết cái thứ ấy là gì sống đến tầm tuổi này rồi bao nhiêu chuyện ma quái ông đã gặp qua và ông bê cũng không ngán con ma con quỷ nào huống hồ ông đang nằm ở sau cây miếu nhỏ nơi thờ cúng những người khuất mặt khuất mày ông cũng không có đụng chạm gì họ khi nằm đã xin phép rồi cho nên ông cũng không có sợ nhưng bây giờ ông đang rất bực mình vì thứ đó nó đang quấy phá ông ông b nhắm mắt mắt mở mà ngồi dậy thấy trước mắt là một người đang mờ mờ mặc áo bà ba màu nâu khăn rằng thân hình tỏa sáng mà đứng trước người ông ông bê thấy người đàn ông đã lớn tuổi đứng trước mặt mình có vẻ quen quen nhưng nhất thời không nhớ ra được đó là ai đang còn suy nghĩ vu vơ thì người đàn ông này lên tiếng ông thật là đồ mất nhân nghĩa đem cả căn nhà và miếng đất cho người khác thật là ta không thể tin. ông bê vẽ mặt đần ra nhìn người đàn ông trước mặt mình chẳng nói được lời nào Người đàn ông có vẻ mặt trắng bệch, hốc mắt đen sâu hắm và đôi môi tái nhợt, khiến cho khuôn mặt trở nên kinh dị. Ông bê tuy rằng không sợ, nhưng dường như cảm nhận rằng mình bị xuống nước vài phần trước người đàn ông này. Sao mà thích quen quen? Ông bê thấy người này chưa làm gì mình, thì lên tiếng hỏi. Ông, ông là ai? Ông lão nhìn ông bê, thở dài rồi nói. Tiền sư bố nhà mày ông cố đây mày không có nhớ sao ông bê ngờ ngẩn nhìn đi nhìn lại mặt ông cố vỗ đầu rồi thốt lên à đúng rồi cái nút ruồi ngay mép chỉ mình dòng họ mình mới có thôi ông bê vui vẻ khoanh tay lễ phép chào ông cố sau đó đổi thành vẻ mặt hoảng sợ mà trợn mắt lên nói trời chẳng lẽ con chết rồi sao ông ông cố nhìn ông bê lắc đầu không Người vẫn còn sống Ông B thắc mắc Vậy không lẽ Ông cố mang con đi sao Không được đâu ông ơi Con chưa từ biệt vợ con Chưa đi được đâu ông à Con chưa làm tiệc tạm biệt bà con hàng xóm Ông cố hay là để thông thả vài ba ngày đi Ông lão càng lời Bà ngồi bệt xuống đất Ai à, sao mà tao lại có thằng cháu như thế này chứ Ta không đến mang người đi Bà là tôi nói cho người biết căn nhà và mảnh đất ấy đã trải qua đến đời ngươi là đời thứ tư rồi. Đời con ta và cháu ta luôn biết giữ gìn và xây dựng tổ ấm. Nhưng bây giờ tới đời ngươi, ngươi lại chỉ vì thú vui riêng của mình mà mang nó đi giao kẹo như vậy. Ta nói cho ngươi hay, ta không biết ngươi làm cách nào phải giữ bằng được căn nhà và miếng đất ấy cho con cái ngươi. Nếu không được, thì ta sẽ cãi lấy mệnh trời mà kéo người đi theo. Thằng trời đánh, nói rồi ông cố biến mất để mặc cho ông bê đang ngồi ha hốc miệng không thốt lên được lời nào ông bê suy nghĩ miên man rồi tiếp đi lúc nào không hay sáng hôm sau khi mặt trời chiếu xuống làm ông chói mắt thì ông mới ngồi dậy mà mò về nhà bà gái đang ngồi đang chổi thấy ông bê về với vẻ mặt phờ phạt quần áo sọc xệch là bà biết ngay có chuyện không hay nhưng bà vẫn muốn nghe chính miệng của ông nói ra nên bà hỏi Còn bò ông dắt đi Nó đâu rồi chứ Ông B ngồi phịch xuống đất Mặt còn buồn hơn đưa đám Mất rồi Mất hết rồi bà à Bà gái đã không còn ngạc nhiên Với câu trả lời này Bà chỉ thở dài sườn sượt Bà biết cái số bà nó khổ như vậy mà Nhưng chưa kịp nguôi xuống Thì ông B lại bồi thêm Căn nhà này nếu không có 50 ngàn trong vòng 3 tháng thì nó cũng mất luôn bà à. Bà gái giật mình mà trợn mắt hỏi. Ông nói cái gì chứ? Sao? Căn nhà này sao mà mất được? Ông bê mặt nhăn mày nhó. Tôi tiêu hết tiền bán bò nên mượn 50 ngàn của cậu hai tuất. Điểm chỉ vào giấy nợ. Nếu như trong vòng 3 tháng tôi mà không trả đủ thì cậu ấy đến đây xiết căn nhà này đi bà gái mắt trợn tròn ôm lấy ngực mà thốt lên vài câu trời ơi ông ơi là ông bà không nói thêm được gì thầy ôm lấy ngực đau đớn mà ngất đi ông bê sợ hãi đưa bà đến nhà thầy thuốc gần đó lệ biết tin từ ngoài đồng chạy vội về nhà mà lo cho mẹ cô khóc thúc thít nắm lấy tay bà mẹ mẹ à mẹ tỉnh dậy đi mẹ ơi thầy thuốc mới lên tiếng mẹ cô không sao mày mà đưa đến nhà ta kịp thời chỉ là mệt quá nên còn đang ngủ cứ để bà ấy nghỉ ngơi một chút đi lệ cảm ơn thầy rồi đi ra ngoài chỗ ông bê đang ngồi lên tiếng hỏi bà nhà mình có chuyện gì sao ông bê thở dài mà kể hết mọi chuyện cho lệ nghe ông khóc lóc rồi xin lỗi bà gái và con gái mình ông nói cho cô hay là ông cố đã hiện về và căn dặn những gì. Lệ nghe ba nói thì trong lòng cũng hoảng sợ. Cô suy nghĩ rồi lên tiếng. À, thôi ba, chuyện gì cũng đã lỡ rồi. Đến nước này ba đừng chứng nào tật nấy nữa. Tạm thời thì cho thằng em nó nghỉ học đi. Con sẽ đi làm rồi phụ giúp ba mẹ trả hết số tiền này. Ba đừng có lo. Nghe lời ông cố siêng năng làm việc mà trả nợ đi. Ông bê gật đầu rồi hứa với con gái sẽ không tái phạm mà chi thú lo làm ăn. Thời hạn 3 tháng cũng đã đến, nhưng có lẽ vì số tiền 50.000 ấy nó quá lớn mà bà gái thì lo lắng, bệnh tình tái phát nên gia đình ông bê gom vét hết chỉ được có 10.000 mà thôi. Hôm nay cậu Hai Tuất sang lấy nợ nhà ông bà. Cậu Tuất mặc một bộ vest đen, mặt mày sáng sủa đẹp trai, người thân phức vì nước hoa Pháp, chân đi đôi giày đa bóng láng sạch sẽ. Tên người hầu dùng khăn mà lau cái ghế cụ kỹ cho cậu ngồi. Ông bê rót ly trà mời cậu hai tốt uống, nhưng mà cậu xua tay, nói thẳng vào vấn đề. Ông bê, vậy số nợ của tôi ông đã kiếm đủ hay chưa? Ông bê mặt mũi nhăn nhó, khó nhìn mà lắp bắp nói. Chuyện này tôi, tôi thở dài một tiếng, ông bê nói tiếp. Trong giọng nói mang theo sự run sợ. Ai mà không biết danh tiếng của cậu hay tốt chứ. Cậu con nhà ông bà làm trên huyện, chức trọng quyền cao. Người ta sợ là sợ cái danh tiếng của bố mẹ cậu. Chứ cậu cũng không có hùng dữ lắm. Nhưng chẳng ai thích đụng đến những người chức trọng quyền cao như vậy. Cậu à, gia đình chúng tôi đã cố hết sức mà không thể nào gom đủ số tiền trả cho cậu được tôi biết tôi là người gây ra mọi chuyện mà kéo theo con cái vợ con tôi theo nhưng chúng tôi đã cố hết sức rồi nhưng mà không có gom đủ một nửa số tiền cậu đã cho mượn đâu ông mê quỳ xuống đất mà van nài tôi xin cậu cậu xem có cách nào giúp gia đình tôi trả nợ dần dần chứ xin lỗi cậu chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi cậu hai vẫn ngồi trên ghế dâng ra lệnh cho tên người hầu đỡ ông bê ngồi dậy cậu từ từ mà nói giấy trắng mực đen rõ ràng như vậy rồi đã đến thời điểm tôi không muốn nói gì thêm thôi cứ theo giấy nợ mà làm đi bà gái từ trong bếp chạy ra đạp mình xuống mà van xin cậu hai tôi xin cậu chồng tôi mê cờ bạc mới xảy ra cớ sự này đây là nhà thờ cúng ông bà tổ tiên qua bao nhiêu thế hệ Xin cậu là người cùng làng cùng xóm thương tình mà giúp đỡ cho vợ chồng tôi. Cậu muốn vợ chồng tôi làm trâu làm ngựa. Gì cũng được cậu à. Nhưng mà xin để lại căn nhà cho chúng tôi. Hai tốt thở dài mà lên tiếng. Ai, à, bà cứ đứng dậy trước đi. Bây giờ số nợ này có để ông bà thời hạn bao lâu thì chắc là không có trả hết. Chỉ bằng bây giờ như thế này đi. Nhà ông bà có con bé lệ xem được gã nó cho tôi xem như đó là số tiền mà tôi sang dặm hỏi tôi cũng đã để ý lệ lâu rồi định sang thừa chuyện với ông bà tiền giờ mọi chuyện nói như thế này rồi thôi thì coi như gã lệ cho tôi đi bà gái thẫn thơ mà suy nghĩ bà chỉ sợ một điều rằng con bà về nhà họ sẽ không có hạnh phúc sẽ bị họ khinh khi và không biết sẽ sống ra sao nhưng nếu cậu ta đã để ý con gái bà từ lâu, thì cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, cũng làm mọi cách để bảo vệ con gái bà. Ông mê nghe, trầm ngâm mà suy nghĩ, ông cũng rất thương yêu con gái mình. Đây có thể cho thấy là ông bà gã con mà gán nợ. Ông lên tiếng. Cậu à, nhà tôi có mỗi mình nó là con gái thôi, cũng đã tới tuổi, à, người xưa có câu Cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó Nhưng tôi thấy hổ thầy mới lương tâm Nên tôi xin cậu ân huệ cuối Tối nay tôi về nói chuyện với em nó Rồi khi nào cậu sang dầm hỏi sau Chứ thú thật Chúng tôi không biết tính ra sao Đành gả con gái cho cậu vậy thôi Hai tuất đứng dậy lên tiếng nói Được rồi Cứ như vậy Tôi về ba ngày nữa tôi mang trầu câu qua hỏi cưới em lệ Chào ông bà Ông bê kính cẩn khom người chào cậu hai, rồi thở dài sườn sượt, quay sang nhìn vợ mình mà nói. Bà thấy như vậy có được hay không? Bà gái mặt buồn rười rượi mà đáp. À, chứ bây giờ tôi biết làm như thế nào đây? Tôi ấy, lệ về, được bố mẹ nói cho biết hết mọi sự. Cô trở nên buồn tuổi, rồi xin phép ba mẹ ra ngoài. Cô hẹn tư, người yêu của cô. Hai người đã quen nhau được một năm rồi. Tình cảm của hai người rất tốt. Từ đang định nhờ bố mẹ sang dặm hỏi để cưới lệ làm vợ. Nhưng rồi mọi chuyện lại lỡ vỡ như thế này. Lệ ngồi trên thành gỗ của cây cầu làng. Cô đưa chân xuống nước mà đập chân lên xuống. Nếu bố cô không nợ nần, thì chắc có lẽ chuyện tình yêu của cô sẽ luôn tốt đẹp. Và giờ cô không có buồn như thế này Từ tiếng lại đằng sau Mà ôm lấy eo lệ Đồng thời hù cô một cái Nhưng cô không vui cười như mọi hôm Mà mặt mày ủ rũ Từ thấy vậy lên tiếng hỏi Hôm nay em làm sao vậy? Hãy lúc chiều đi qua nhà anh Thì anh nói chuyện với con bé bóng Nên không vui Anh nắm lấy tay lệ mà nói tiếp Thôi, không suy nghĩ lung tung anh với con bé đó không có gì đâu. lệ cố cười mỉm, cô khẽ nói. thì em đâu có suy nghĩ gì đâu. nhưng mà sao hôm nay anh ra đây muộn như vậy chứ? từ thật thà đáp. À, anh xin lỗi nha. tại có chuyện nên anh mới ra muộn như vậy. Uhm, anh có chuyện gì sao? từ nhìn về đằng sau mình, nơi bụi chuối xa xa, Mà khẽ nói. cây bụi chưa ấy nó có ma đó. Lệ ngạc nhiên mắt nhìn sang chỗ bụi chuối Làm gì có chứ Khi nãy em đi qua có thấy gì đâu Từ bỗng rùng mình Anh nói tiếp Anh là anh định chạy về luôn rồi đó Nhưng mà biết em vẫn ngồi đây đợi anh Nên anh đành phải dũng cảm mà chạy lại đây Dừng một chút Anh Tư lại nói tiếp Lúc anh đi đến gần bụi chuối Anh thấy có bóng ai Mặc đồ màu trắng đang đứng đây anh lại nghĩ là em nên nhẹ nhàng đi đến. Trong lòng cũng thấy lạ, khi không hiểu tại sao hôm nay em lại đổi địa điểm hẹn. Dừng thôi, trong đầu cứ suy nghĩ là em, nên anh mới nhẹ nhàng đi đến định hù cho em hết hồn. Nào ngờ người hết hồn là anh, nó mới đau chứ. Từ nói rồi, ngồi sát lại lệ mà kể tiếp. Lệ cũng lắng tai mà nghe tiếng thủ thủy như mũi kêu của tư. Anh hù nóng một phát, rồi cười lên ha ha, anh thấy nó chẳng có phản ứng gì Vậy nên lại hỏi nó là sao em không có hết hồn Nó mới trả lời bằng cái giọng ồm ồn, ồn Thay thế Bà bây giờ nhớ lại Anh muốn rớt tim ra ngoài luôn Nó nói Anh có thấy con ma nào hết hồn chưa Rồi nó cười hi hi Nó quay lại khuôn mặt nhăn nheo sần sùi Như là trước khi chết Nó bị thứ gì chà vào mặt cho nát bét Mắt thì to Mà lồi ra toàn là lòng trắng mà nhìn anh Miệng nó cười ngoác thế mang tay lè cái lưỡi đỏ hơn máu mà lè ra ngoài. Anh sợ quá định quay đầu bỏ chạy về, nhưng lại nghĩ em sẽ đợi lâu nên đành liều mà chạy ngang qua mặt nó. Nó đặt bàn tay lên vai anh, tay nó rất nặng. Anh phải gồng sức mà chạy mặc cho tiếng cười mang rợ của nó không ngừng vang bên tai anh. Trên vai anh, cánh tay nó vẫn ghi chặt. À, cho đến khi anh chạy tới nơi đông người, thì cánh tay ấy hoàn toàn biến mất. Từ nói xong rồi ôm lấy lệ kể tiếp. Anh nghĩ chắc chắn là nó đặt tay lên vai anh, rồi tay nó kéo dài suốt đoạn đường anh chạy đi rồi. Chốc nữa mình đi đường vòng về nhà đi em, chứ đi qua chắc nó hù mình chết mất thôi. Lệ ngay từ kể trong lòng cũng sợ hãi. Thật sự là lúc nãy đi qua, cô cũng thấy có cái bóng lấp ló trong bụi chuối. Nhưng vì đang lo nghĩ chuyện tình yêu nên không có chú ý. Cô thở dài Kéo tay của Tư đang ôm eo mình ra Mà nói Anna, à, mình dừng lại đi Tư ngạc nhiên lắp bắp Dừng lại Dừng, dừng cái gì hả em Lệ lấy hết can đảm Mà nói tiếp Thì mình dừng lại Không yêu nhau Tư hai hốc miệng tròn xoe mắt mà hỏi Tại sao Vì con bóng ư ừ. Anh nói em nghe Không phải là con bóng đâu dừng em muốn mình dừng lại có được không anh từ ngồi dịch ra anh trấn tĩnh được mình dừng dừng em cho anh biết thời gian mình dừng là bao lâu lệ nhắm đôi mắt nước mắt cô tuôn ra nhưng cô vẫn bình tĩnh nói mãi mãi từ đứng dậy anh giận dữ mà quát lệ em nói gì vậy chứ vậy là sao hôm qua em còn nói hôm nay sẽ về nói với bố mẹ là để gia đình anh qua thư chuyện mà Giờ em nói vậy là sao chứ Lệ cũng đứng dậy Cô trả lời tư Anh à Em hết sự lựa chọn rồi Anh có hiểu không Bố mẹ em muốn em đi lấy chồng Em cũng không muốn dừng lại với anh đâu Nhưng mà Lệ ôm mặt khóc nức nở Cô đứng đó chỉ biết khóc mà thôi Từ dùng hai tay Bịnh lấy vai của Lệ Lệ Em nhìn anh đi Có chuyện gì thì nói cho anh hay Lệ Hòa lên khóc nức nở Cô nói trong nước mắt Gia đình em nợ cậu hai tuất mỹ ngàn Không có trả Thì sẽ xiết lấy căn nhà thờ tổ tiên Cậu đưa ra ý kiến Là gả em cho cậu Thì sẽ trừ hết nợ đi Định chúng mình dừng lại đi anh Nói rồi Lệ ôm mặt bỏ chạy về nhà Tự đứng đợi người ra Mà nhìn theo bóng lưng cô anh trách mình nghèo túng không giữ được cô. Nước mắt anh cũng bắt đầu tuôn rơi. Lần đầu tiên anh khóc. Cuộc đời thằng con trai xương gió mà phải khóc vì một người con gái. Lệ ôm mặt nức nở chạy ngang qua bụi chuối. Mặc cho cái bóng màu trắng đang làm ra vẻ mặt kinh dị mà nhìn cô cười. Lệ mặc kệ mà chạy qua nó. Còn ma nữ gốc chuối ngạc nhiên. Ôi trời ơi, bộ con nhỏ đó không thấy mình hay sao chứ Từ cũng vội cất bước chạy theo Trong lòng nghĩ Không thể nào để mất người mình yêu Một cách dễ dàng như vậy được Anh chạy đến gần bụi chuối thấy nó đang đứng Ngoát miệng rộng thè thè cái lưỡi đỏ dài chạm đất Mà nhìn anh cười lên khùng khục Trong đầu anh lúc này Chỉ nghĩ đến lệ Nên nỗi hoảng sợ cũng tan biến Còn mà nữ bay đến giữa đường Tránh trước mặt tư mà hù dọa Hồng làm cho anh hoảng sợ mà ngất xỉu lúc đó nó sẽ hút lấy dương khí của anh đi anh quát to mẹ mày tránh đường cho tao đi con ma bị tư chạy xuyên qua người nhưng vẫn đờ đẫn như chưa hiểu ra chuyện gì lúc nó suy nghĩ thâu đáo rồi thì tư đã chạy khuất bóng nó bật khóc mà tuổi thân than thở trời ơi nhục chưa chưa có con ma nào mà bị người ta nạt nổi như thế này ba ngày sau Hai Tuất cùng mẹ, anh ta và cô em gái mang trầu câu đến nhà ông Bê để hỏi cưới lệ. Bà phấn mẹ của Tuất không ưng bụng một chút nào vì bà biết gia cảnh nghèo túng của lệ. Còn nghe con trai kể là lấy con bé để trừ nợ, bà càng khinh bỉ hơn. Nhưng đối với ông bà, ý kiến của con trai ông bà, dù thân có làm cha mẹ cũng không có ngăn nổi nó. Cây giống đời nói như vậy mà bà đành sắm xính lễ bà qua đằng gái hỏi cưới rồi bà cũng sẽ ép con trai lấy thêm vợ hai vợ ba bà sẽ không bao giờ chấp nhận đưa cháu do chính con lệ nghèo hèn sinh ra đâu người hầu mang khay trầu câu bánh trái vào nhà con bà cùng con gái và cậu hai đi đằng sau bước vào nhà bà phấn hơi khó chịu vì căn nhà nhỏ bé sụp sệ vợ chồng ông b thì ăn mặc bình thường giản dị Cô Út liền gây sát vào tay mẹ mà nói Mẹ xem kìa Ăn mặc rách nát luộn thuộn Bà phấn gật đầu Mắt liếc sang con trai Tốt hiểu chuyện Anh ho Khan vài tiếng Rồi chào hỏi vợ chồng nhà ông B Sau đó vợ chồng ông B Cũng mời gia đình bà phấn vào nhà ngồi Ông B rót ly trà nóng à, Quý hóa quá Này được bà ghé qua nhà chúng tôi Dạ Mời bà và cô cậu dùng trà liền hất hàm cô lên tiếng mới đầu gặp mà không thấy ấn tượng một chút nào rồi út liền hải tuất lên tiếng răng đe em gái mình bà phấn thở dài mà bắt chuyện hôm nay tôi qua đây là theo ý thằng tuất con trai nhà tôi nói về nhà bảo là yêu đương gì với con bé lệ con gái nhà ông bà nằng nặc một hai đòi tôi mang xính lễ sang cưới hỏi trong khi đó thì có biết bao nhiêu là con nhà nho giáo quyền thế mà nó không có chịu thôi thì phiền anh chị cho tôi xem mặt con bé lệ ra sao mà khiến cho thằng con trai nhà tôi phải say mê đến như vậy mặt bà gái xám lại bà tuy ít học nhưng cũng biết những lời nói mà bà phân nói không tốt đẹp gì về con gái nhà mình làm bà càng thêm lo lắng cho con mình mai này sẽ về nhà họ ra sao ông bê nhấp một ngụm trà rồi lên tiếng nói nhà tôi thì nghèo khó con cái cũng chẳng được ăn học tới nơi tới chốn cũng làm lũ làm việc nên đen đuổi không có đẹp gì nhưng điều mà người làm cha làm mẹ chúng tôi vui là cậu hai đây có bảo là để ý con bé từ lâu nên tôi mong rằng sau này có việc gì cậu nâng đỡ cho em nó lệ à ra đây đi con trong nhà bếp vọng ra một tiếng dạ rồi lệ bước ra cô mặc bộ đồ bà ba màu hồng nhạt Mẹ mẹ mới mua cho cô hồi hôm, để hôm nay ra mắt mẹ chồng. Nước da bánh mật, cộng với gương mặt có đường nét dịu dàng, làm cho hai tốt thấy xôn xao trong lòng. Ngày thường thì anh đã để ý và thích cô rồi, vì tính cách dịu dàng và hiền dịu, không như những đứa con gái động đảnh mà mẹ anh đã giới thiệu. nay nhìn cô sạch sẽ trong bộ áo mới, làm anh càng yêu cô hơn. Có lẽ con người anh không mấy lãng mạn, nên sự yêu thương ấy nó không có thể hiện ra bên ngoài. Bà Phấn nhìn nhìn cô Lệ bước đến sau lưng ông Bê, rồi thở dài mà lắc đầu. Con Liên thì nguyết dài. Ai, à, tưởng thế nào chứ? Ngàn hàng với con sen. Con sen ở đây ông bà hiểu nôm na là con ở cho cô Liên. Mặt của Lệ xì xuống, không khí trở nên im ắng, nhưng không ai để ý cậu hai tuất mặt như đang nở hoa Cậu nhìn chằm chằm về lệ Khiến cho cô bẽn lẽn mà cúi đầu Ngày hôm sau Cậu cùng ông bà và cô út Qua nhà ông B Nói chuyện rồi bái lại tổ tiên nhà ông B Sau đó đưa lệ về nhà Mọi thứ diễn ra nhanh chóng Gia cảnh nghèo khó Nên không tổ chức gì thêm Chỉ có nhà cậu Tuất là mở tiệc linh đình Người dân sống gần đó Cũng được cậu mời vào Nhưng ngồi ngoài sân mà ăn cổ trong đó có tư. Anh ngồi đó nhìn lệ trong tay với hai tuất mà lòng đau như cắt. Anh uống rất nhiều và say bí tỉ. Khi còn ma men đã ngấm vào trong người thì ly trí nó cũng mất đi. Anh lão đảo và bước vào trong nhà nơi cô dâu chú rể đang chúc mừng rượu. Lệ ơi! Lệ à! Sao em bỏ anh mà đi theo người ta? Lệ giật mình mặt cô tái xanh nhìn mọi người xung quanh đang bàn tán xôn xao. Hai tốt nói Bay đâu, lôi nó ra ngoài Lập tức hai tên người hầu lao đến kéo Tư ra ngoài Anh lại nhảy mà la Lệ, em vì tiền mà bỏ anh Em nhớ đó, anh không có bỏ qua chuyện này đâu Chúng mày, chúng mày nhớ đó Ta sẽ không để yên cho chúng mày hạnh phúc đâu Tư bị lôi khuất ra ngoài Bị hai tên người hầu đánh cho bầm dập rồi bỏ đi Anh mệt nhoài người nằm bẹp dưới đất có một người đàn ông độ chừng 50 tuổi để đến đợi anh dạy. Thấy anh đã ngất xỉu nên ông đành nhiều anh về nhà mình cho đỡ. Tiệc cưới cũng kết thúc, mọi người anh nấy ra về. Ai ai cũng mệt mỏi mà về phòng nghỉ, Tuất và Lệ cũng như vậy. Nhưng dù có say thì anh cũng phải tận hưởng giây phút sung sướng nhất trong cuộc đời mình, đó là đồng phòng. Mọi thứ đã diễn ra xong, Tuất mệt nhừ mà lăn ra ngủ Anh đâu biết Lệ đang sợ hãi ôm lấy chăn Mà khóc nức nở Vì anh làm cô đau Và vừa rồi cô nghĩ đến bố mẹ Em trai mình Mà nước mắt cô cứ tuôn trào Suốt đêm cô không có ngủ được Trong lòng chỉ nghĩ đến gia đình mình thôi Mọi sự diễn ra với cô quá nhanh Thoáng cái cô đã làm dâu nhà họ rồi Rồi mọi chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào đây? À thôi, để cho ông trời tính toán vậy. Từ tỉnh dậy, anh thấy mình đang nằm ở một nơi rất xa lạ. Là một căn nhà lá nhỏ, trong nhà đồ đạc không có nhiều. Anh ngồi dậy, cảm thấy người đau nhức mỏi mệt, nhưng mũi lại ngửi thấy mùi cháo thấm nứt, sọc thẳng vào. Anh thấy một người đàn ông ngồi cạnh nơi nồi cháo nhìn anh mà hỏi. Cậu dậy rồi sao? Cậu ăn cháo nhé! Từ cũng không biết nói gì Anh vẫn đưa tay ra nhận lấy bát cháo Miệng chỉ nói được hai chữ cảm ơn Rồi nhanh chóng húp lấy húp để Người đàn ông lên tiếng Ăn từ từ thôi kẻo nóng Cháu tôi bỏ ít ngại cứu Chữa tan đi máu bầm trên người cậu Mà cậu bị làm sao Mà hai người kia đánh cho bầm dập Từ hút sạch bát cháo Rồi xin bát nữa Sau đó kể hết cho người đàn ông nghe Ông ta lắc đầu đúng là khổ vì tình. Như tôi đây sống một mình, ung dung tự tại. Từ ngạc nhiên. Vậy chú không có vợ con gì sao? Ông chú mỉm cười mà đáp. Có chứ. Nhưng mà cô ta không có ở với ta. Sao không có ở với chú? Ông chú trả lời thành thật, mắt nhìn về nơi xa xăm, kể lại một câu chuyện cách đây hơn chục năm về trước. Lâu lắm rồi mới có người hỏi ông về câu chuyện ấy. Tôi tên là Tái Sinh. Cái tên này gắn liền từ khi sư phụ đặt cho tôi. Năm tôi 10 tuổi, trong một lần đi tắm ao cùng với lũ bạn, tôi bị một con ma da kéo chân xuống nước. Sau khi vùng vẫy và uống nước miễn phí, thì tôi không thở được mà ngất đi. Lúc ấy sư phụ lao xuống mà cứu sống tôi. Hồn phách tôi được người Thì lại vào tấm linh phụ sau khi người khiêu chiến với con ma già, sau đó ông cho linh hồn tôi nhập vào thân thể. Lúc đó, bố mẹ tôi chạy ra, cảm ơn thầy Rodrick rồi mời thầy về nhà dùng cơm. Thầy thấy tôi có con số hợp ông, nên ông mới đề nghị bố mẹ là cho tôi làm đệ tử của ông. Bố mẹ liền đồng ý cho tôi theo ông ấy tâm sư học đạo. Thầy đặt cho tôi cái tên là tái sinh, nghĩa là sống lại sau lần bị con ma già nó bắt. 15 năm sau khi thầy mất Ông giao hết pháp khí Và mọi phép thuật cho tôi Trong một lần đi trừ ma Ở một thôn nghèo Tôi giúp cho một cô gái con của ông cai tổng của làng Ông ấy mang ơn Mà gả cô con gái cho tôi Nguyện theo tôi đến chân trời góc bể Mặc dù biết là Con gái của ông ấy sẽ khổ Sẽ lông bông Nhưng mà ông vẫn gả cho tôi Ngặt nổi tôi và cô ta cũng yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên ông sinh nói tới đây thì dừng thở dài rồi nhìn tư thấy anh đã ăn sạch bát cháo thì múc cho anh bát khác rồi tiếp tục kể sau một năm cô ấy xin cho tôi một đứa bé trai bù bẩm nhưng rồi cớ sự lại xảy ra đã cướp đi sinh mạng của thằng bé vợ chồng tôi đi khắp mọi miền đất nước mà cứu giúp mọi người trừ ma bắt quỷ hôm đó tôi giao chiến cùng với hai con quỷ rất mạnh chúng nó bị dân làng kết tội oan bị giết chết, nên trong khoảng thời gian ngắn hấp thụ âm khí mà tu luyện thành ác quỷ, rất khó để đối phó vì tôi chỉ có một mình. Trong khi chiến đấu, một con đã lao đến chỗ vợ con tôi đang ở, mà giết hại thằng bé. Vợ tôi may mắn khi ấy thấy con bị giết chết, cô ngất đi, nên con quỷ nó cũng rời đi. Tôi tiêu diệt được con quỷ kia. Sau khi biết tin là con trai đã mất, tôi dùng hết sức lực của mình mà giết luôn cả con quỷ còn sót. Sau đêm đó tôi cũng bị trọng thương Nhưng điều hối tiếc là không bảo vệ được vợ con mình Để thằng bé mít chập chững biết đi Mà phải chết một cách oan uổng Sau đó vợ tôi cũng bỏ tôi Về nhà bố mẹ Vì lý do là nghề trừ ma diệt quỷ của tôi quá là nguy hiểm Đã làm cho cô ấy mất con Cô ấy cũng không buông lấy ai khác Nỗi đau mất con trong lòng quá là lớn Nên hai người đường ai nấy đi Từ ngày xong anh lên tiếng Trừ ma diệt quỷ giúp dân Dần rồi con mình không có cứu được Đúng là khổ tâm mà Ông xin gật đầu Suy tư Ông nhìn tư mà nói Hôm qua khi mang cậu về nhà Tôi thấy cậu cũng có cơ duyên trên con đường này Cậu cũng tình yêu gian dở như tôi Hay là tôi nhận cậu làm đệ tử Cậu theo tôi mà học Rồi giúp ích cho mọi người thì tốt hơn Tư suy nghĩ Nếu là duyên số đưa mình tới thì thôi cứ thuận theo ý trời. Bỗng anh nhớ ra điều gì mà mỉm cười trong lòng. Đúng rồi, là trả thù. Anh sẽ trả thù. Anh đồng ý và xin phép ông sinh cho anh được về nhà, từ giả bố mẹ đẻ để đi theo sư phụ. Buổi sáng ở nhà hai tuất không có giống như nhà cô. Lệ thức sớm nên phụ giúp con sen nấu bữa sáng. Hai tuất tỉnh dậy không thấy vợ đâu anh sợ cô lạ lẫm nên mới đi tìm thấy vợ đang nấu đồ ăn sáng anh đi lại kéo tay cô về phòng lệ bất đắc dĩ mà theo anh tuất dặn vợ em đã làm m hai của cái nhà này rồi nên không cần động tay động chân như vậy đâu sáng cứ ngủ đúng giờ sẽ có người vào đánh thức bừng nước rửa mặt em chỉ cần vậy rồi sẽ có người chải đầu trang điểm cho em sáng nay anh sẽ dẫn em đi lên huyện Giới thiệu với một số người làm ở trên đó Anh sẽ để cho em trợ giúp bên anh Yên tâm đi Từ nay em sẽ không phải làm lụng gì vất vả Hôm qua anh đã đưa tiền cho bố mẹ Lo cho em trai của em đi học rồi Anh sẽ chu cấp cho cậu ấy thành tài Em cứ yên tâm đi Còn bây giờ em chỉ cần bên anh Và sinh con cho anh là được rồi Hải Tuất ôm lấy cô Dù cho những lời yêu thương đến mấy nhưng mà lệ vẫn không thấy mềm lòng mãi trong lòng cô tình yêu cô dành cho tư vẫn còn dạt dào như biển cả chiều tối sau khi dùng bữa cơm chung với bố mẹ tư từ, từ giả ông bà mà ra đi mặc dù bố mẹ khuyên anh sáng mai rồi đi nhưng tại vì anh nôn nóng bài học đầu tiên thầy dạy cho anh bắt quỷ anh đi đến gần bụi chuối rồi tặc lưỡi lẩm bẩm ai à, thôi quên mất nó đi Biết vậy đi đường kia Giờ mà vòng lại thì mất rất nhiều thời gian Thầy đang đợi Từ đi chậm chậm suy nghĩ Vì anh đã thấy cái bóng trắng lấp ló nơi bụi chuối Trong đầu anh bỗng nhiên hiện ra cảnh hôm trước Mình chạy ngang qua nó mà quát nó Chắc là nó lại xài cái chiều trò cũ đây Từ lấy hết sức lực chạy thật nhanh Hồng phóng qua người nó Mắt thấy khuôn mặt sần sùi nát bét máu me đang đứng trước mặt mình anh càng tăng tốc mà chạy nhanh hơn. Nhưng lần này nó né tránh mà đu lên vai anh, cười lên ha ha. Ai xưa cũ rồi, mày có chạy đăng trời. Trên vai tư nặng trịch như đeo đá, anh gồng mình mà đứng dậy. Đã được tiếp xúc với con ma hai lần, nên cảm giác sợ hãi nó không có còn. Nhưng điều làm anh sợ là nó đang thè cái lưỡi dài ra mà cuốn quanh cổ anh. Con mà nữ vẫn cười lên ha ha Nhỏ xuống mặt từ những giọt nước miếng hồi thối Chạm tới da mặt anh Thì nó như nước nóng mà bỏng rác Khiến cho từ mặc dù rác hết cả mặt Nhưng không thể nào lau đi được Vì tay anh đang phải cố gắng đưa lên cổ Gỡ cái lưỡi dài của nó ra Lưỡi nó ướt ác mà trơn trượt Làm anh cứ bị tuột tay Nhưng vẫn phải chụp lấy để mong gỡ ra được Xin lỗi tao đi Mày xin lỗi tao chưa? từ ưu ớ cổ anh đang bị lưỡi con ma cuốn lại nhưng dường như nó không muốn giết chết từ ngay lập tức lại cuốn hờ lâu lâu xoắn mạnh để hù tư mà thôi từ đưa tay chỉ lên cổ mình ra hiệu cho lưỡi nó buông lỏng thì anh mới nói được chứ nó như đọc được suy nghĩ của tư liền thả lỏng một chút từ lắp bắp xin lỗi gì tao đâu có biết mày có có làm gì mày đâu mà xin lỗi chứ nó siết mạnh cổ tư mà hét to Tiếng nó rít qua kẻ răng mang rọ, Khiến cho tư như muốn ngã quỵ xuống đất Hôm trước mày nạt nộ tao Vậy mà mày không nhớ ư ừ. Tư ngờ ngác Anh như không nhớ ra được Trong đầu lại miên man suy nghĩ Chả lẽ lúc nó còn sống Anh đã nạt nó hay sao nhưng cổ đang dần bị siết chặt tới nỗi không thở được, nên anh chỉ đành chỉ lên cổ mình mà mếu máu. Được rồi, được rồi, tao xin mày Tao xin lỗi mày vì nạt nộ mày Từ nay, tao không dám như vậy nữa Mày tha cho tao đi Con ma vẫn bám lên lưng của Tư Nhưng lúc này, vẻ mặt nó mãn nguyện Mà cười lên ha ha Ai, phải vậy chứ Không ai được bắt nạt tao, nạt nộ tao Tư thử nước đục mà thả câu nói Chị xinh đẹp ơi, chị leo xuống đi Em còn phải đi công việc Con ma đưa ra mất vài giây vì lần đầu tiên nó được người khác khen nó xinh đẹp. Cả cuộc đời làm ma mấy chục năm nay, đây là người đầu tiên khen nó đẹp. Trong lòng nó bỗng nhiên sao xuyến, nên liếc mắt nhìn tư mà tự nhủ. Ai à, cũng khá là đẹp trai đó nha. Hay là lại kết mình. Ý định ấy lóe lên rồi chợt vụt tắt khi xuất hiện trước mặt nó là ông sinh, đang đứng. Ông cầm cây kiếm gỗ đưa ra trước mặt nó mà quát. Này, con quỷ cái, Mau xuống khỏi người con trai ấy đi Con quỷ ao trắng nhìn thầy sinh Rồi nở nụ cười nham hiểm Tiếng nói như gió lùa qua kẻ răng Rít lên từng tiếng Tao phải bắt hồn phách nó Về làm chồng tao Từ ngày tới đây mà hoảng hốt Miệng anh la Sự phụ à cứu hút con Thầy sinh bước đến gần Tay lấy ra trong túi lá bùa Rồi xuyên vào cây kiếm Nói tiếp Thả cậu ta ra ta sẽ cho người chồng khác đẹp trai hơn xuống ở với người. Còn quỷ ôm chặt Lý Tư, tay không ngừng xoa xoa trước ngực Tư, khinh thường mà nói. Ta không cần, ta chỉ cần hắn thôi. Tư thấy con quỷ hao sắc đang không ngừng xoa xoa hai cái đầu trước ngực mình, mà người phát rung, hai chân đánh vào nhau cầm cập, giữ lưng như có luồng điện chạy dọc. Người không được làm loạn, người cũng biết Người và ma không sống được với nhau Thầy sinh vẫn bước tới Mà nói với nó Hồng nghĩ biện pháp mà cứu tư Con quỷ vẫn ôm chặt lý tư Như không muốn rời xa Rồi rít lên từng chữ Tao sẽ bắt hồn của nó đi Còn quỷ giờ bàn tay trắng bệnh ra Lộ ra những móng vuốt Mà định cắm vào cổ tư Tư như thấy mình tuyệt vọng Anh la hét dữ dội Từ xa thầy sinh cầm lá bùa Có dòng chữ ngoằn ngoèo mà phóng thẳng về con ma con ma như bị điện giật nó giãy lên đành đạch mà buông tư ra Từ biết đây là cơ hội nên anh vội vàng chạy về thầy sinh một lúc sau con ma nữ cũng nguôi được cơn đau nên đứng lại hừ mạnh một tiếng rồi dùng hết lực là về phía hai thầy trò thầy sinh nhanh như cắt lấy con dao nhỏ bên hông cắt ngón tay mình vuốt những giọt máu lên thân kiếm gỗ rồi niệm chú ông còn đút tay vào túi lôi ra ba tấm linh phù dán lên thân kiếm rồi niệm thêm chú ngữ sau đó cũng dùng sức mà lao đến phía con quỷ cái từ ngạc nhiên vì chỉ là kiếm gỗ nhưng có thể đâm xuyên qua người của con quỷ mặc cho nó đang gào khóc mà ôm lấy bụng mình dịch nhờn màu đen đang không ngừng tú ra từ vết thương của nó tay nó cầm chặt thân kiếm mặc cho tiếng nổ lách tách và tiếng cháy xèo xèo trên da thịt nó khi cầm vào thanh kiếm, nó vẫn cố gắng giữ chặt để lôi bằng được thanh kiếm này ra. Ầm một tiếng, thầy sinh cầm cây gỗ có hình đầu rồng mà gõ vào đầu nó. Đầu con quỷ nổi tung như quả dưa hấu bị ném xuống đất, bay lên tung tóe. Không kêu được một tiếng nào, con quỷ không kêu được tiếng nào thì đầu đã nát vụn. Thầy sinh nhẹ nhàng rút cây kiếm gỗ ra khỏi người nó, cơ thể nó đổ gục xuống đất mà hóa thành tro bụi tan biến mất trong cơn gió đêm. Thầy Sinh dùng tấm vải sạch lau thanh kiếm, ông bỏ nó vào trong vỏ, rồi lại dùng vải lau đi cái đầu của cây gậy. Đoạn ông quay sang nhìn Tư rồi thở dài sau đó nói: "Đi thôi." Kết thúc tập 1 của bộ truyện Bóng Ma Chồng Cũ, cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.